Với khát vọng xây dựng một công ty bảo hiểm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và thịnh vượng của Canada, Sun Life đã được thành lập vào năm 1865 tại Montreal, Canada. Qua hơn 150 năm phát triển, Sun Life đã trở thành một tập đoàn tài chính toàn cầu, quản lý tổng tài sản giá trị lớn. Tự hào ghi tên mình vào top 100 công ty phát triển bền vững nhất thế giới và được bình chọn là thương hiệu uy tín nhất trong nhiều năm liên tục. Trong quá trình phát triển để phục vụ mục tiêu mở rộng thị trường chiến lược, năm 2013, Sun Life đã đặt chân tới Việt Nam thông qua liên doanh bảo hiểm nhân thọ BVI Sun Life và trở thành công ty 100% vốn của Sun Life với thương hiệu Sun Life Việt Nam vào tháng 11 năm 2016. Trong những năm vừa qua, Sun Life Việt Nam không ngừng mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng. Với mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn, Sun Life Việt Nam luôn mang đến những giải pháp tài chính, bảo hiểm vượt trội, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trong từng giai đoạn của cuộc sống. Theo đuổi chiến lược khách hàng trọn đời, việc xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính được tôn trọng nhất với 4 giá trị cốt lõi: quan tâm, chuyên nghiệp, truyền cảm hứng và thành công là ưu tiên hàng đầu của Sun Life Việt Nam. Nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng được tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng và hình ảnh của đội ngũ tư vấn và đội ngũ dịch vụ khách hàng. Hỗ trợ mạnh mẽ lực lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng là tập thể nhân viên Sun Life đầy đam mê, nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo. Không chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh, Sun Life Việt Nam còn cam kết mạnh mẽ với các hoạt động cộng đồng và xã hội thông qua nhiều chương trình góp phần nâng cao sức khỏe và hiệu quả quản lý tài chính cho người dân tại nhiều địa phương. Những nỗ lực của Sun Life Việt Nam đã được ghi nhận xứng đáng khi công ty luôn giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, luôn cao hơn thị trường. Đặc biệt, công ty đã được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Đạt được những kết quả đáng tự hào này là nhờ sự đồng hành của các đối tác, sự ủng hộ của các hiệp hội, các cơ quan truyền thông, báo chí, sự chuyên nghiệp của lực lượng tư vấn tinh nhuệ, sự tận tâm của tập thể nhân viên và quan trọng nhất là niềm tin và sự lựa chọn của khách hàng với Sun Life Việt Nam. Với lợi thế của một công ty trẻ và năng động, Sun Life Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đồng hành cùng người dân và các doanh nghiệp Việt Nam vun đắp một tương lai tươi sáng. Sun Life, cuộc sống tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.